Xin kính chào quý khách. Trung tâm chăm sóc hàng FPT Telecom xin gửi tới quý khách clip hướng dẫn cấu hình Wi-Fi modem G97RG6M. Đầu tiên, quý khách vui lòng truy cập vào trình duyệt web. Quý khách truy cập vào trang web 192.168.1.1 với username là admin. Mật khẩu tại mặt sau modem mục web password. Sau đó chọn mục Login. Quý khách vui lòng chọn mục Wireless Setup tại menu ngang trên cùng. Quý khách chọn SSID tại menu bên trái. Quý khách đổi tên Wi-Fi tại mục 3. Lưu ý tên Wi-Fi không gõ dấu tiếng Việt. Các mục 1, 2, 4, 5, 6 để mặc định. Chọn Apply tại mục 7 để lưu cấu hình. Quý khách chọn tiếp Wireless Security tại menu bên trái. Các mục 1, 3 để mặc định. Chọn loại bảo mật WPA2 Personal. Trong mục 2, quý khách đổi mật khẩu Wi-Fi tại mục 4. Lưu ý, mật khẩu Wi-Fi tối thiểu 8 ký tự. Chọn Apply tại mục 5 để lưu cấu hình. Đối với cấu hình Wi-Fi băng tần 5GHz, quý khách phải chọn Enable trong mục 2 của SSID và thao tác tương tự như cấu hình Wi-Fi băng tần 2.4GHz. Như vậy là quý khách đã cấu hình Wi-Fi modem G97RG6M thành công. Nếu quý khách cần phục vụ vấn đề thì vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6600.